Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ và truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Sa Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, theo quan niệm từ xa xưa, hoa là biểu tượng của sự sinh sôi, nảy nở và may mắn. Chúng từng ngày phát triển theo chu trình của thực vật. Trước tiên là cây cối sẽ đơm hoa rồi kết trái, kết tiếp hạt rồi lại nảy mầm và cuối cùng là tạo ra một thế hệ cây cối xinh đẹp. Cứ thế vòng tròn luân hồi sẽ mang lại cho cuộc sống của loài người trên thế gian này những điều may mắn và tốt đẹp nhất. Trong tự nhiên, hoa là đại diện cho những gì tao nhã, là tinh hoa của trời đất, là con của mẹ thiên nhiên. Mỗi loài hoa sẽ có những hương sắc khác nhau, không loại nào sống với loại nào, như góp phần tô điểm cho cuộc sống thêm vui tươi hơn. Khi mệt mỏi, căng thẳng thì hương thơm từ hoa sẽ giúp ta thoải mái, dễ chịu hơn. Ngoài ra, xét theo khía cạnh phong thủy, hoa còn mang lại tài lộc, sự may mắn cho chủ nhân của chúng. Mỗi một loại hoa, một màu sắc đều có một sứ mệnh riêng. Có những loài hoa biểu trưng cho tình yêu, có những loài hoa biểu trưng cho tình bạn. Nhưng không phải ai cũng biết về một số loại hoa được coi là bậc thầy trong việc hút tiền bạc và tài lộc. Vậy loài hoa nào khi đặt trong nhà sẽ mang lại may mắn, giàu sang, phú quý và tài lộc cho gia chủ? Xin mời quý vị và các bạn hãy cùng đón xem trong chương trình ngày hôm nay. Trước khi nghe kênh Phong thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin thì quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích khác. Đầu tiên là hoa lan. Hoa lan là biểu tượng của sự giàu có, của tình yêu đẹp, của quyền lực, của sự sang trọng, quý phái. Hoa lan đem đến năng lượng may mắn và xua bớt tà khí cho ngôi nhà. Lan là biểu tượng của sự may mắn, phẩm chất cao thượng. Vẻ đẹp của hoa lan thường được coi là tượng trưng cổ điển, tượng trưng cho sự tinh khôi nảy nở trong phong thủy. Hoa lan mang lại năng lượng giúp thăng bằng, sự đổ vỡ. Nó cũng là tượng trưng trong việc giúp tìm kiếm sự xuất sắc trong bất kỳ lĩnh vực nào của cuộc sống con người. Tiền tài, sự hoàn hảo, của cải, sắc đẹp, trắng trong, với khả năng lôi kéo những nguồn năng lượng như vậy, hoàn toàn có thể hiểu vì sao lan lại trở thành một trong những giống hoa được trồng trong nhà đa dạng nhất ở phương Tây. Thứ hai, hoa thủy tiên. Dù hoa thủy tiên được nhiều người biết đến như hoa ly thu nhỏ, nhưng thủy tiên lại mang vẻ đẹp độc đáo bởi cả những đóa hoa sắc ly. Bởi hành trình khoe sắc của thủy tiên cũng giống như cuộc lột xác ngoạn mục của những chú bướm chui ra từ kén cũ kỹ và an toàn. Ban đầu, những nụ hoa bé nhỏ khép nép, co cụm sau những chiếc lá xanh mướt. Và rồi, khi những cánh hoa đầu tiên vươn mình hé nở, không gian bỗng bừng sáng, khiến ai cũng phải thốt lên ngạc nhiên trước vẻ đẹp đằm thắm và ngọt ngào của chúng. Thủy tiên không thu hút người khác ngay từ cái nhìn đầu tiên, nhưng khi đã chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hoa rồi thì ai cũng phải say lòng. Cánh hoa thủy tiên thanh mảnh và khẳng khiu, những chiếc lá xoắn lại, bao quanh thân cây rồi vươn lên đan xen ở giữa những bông hoa rực rỡ, đầy màu sắc, chính là biểu tượng của sự may mắn, thịnh vượng và hạnh phúc. Ở phương Tây, người ta còn cho rằng thủy tiên tượng trưng cho một tình bạn đẹp và vững bền. Mỗi cánh hoa thủy tiên đều mang một ý nghĩa quan trọng, đại diện cho những đức tính cao quý của một người bạn. Đó là hiểu biết, hài hước, kiên nhẫn, đồng cảm, tin tưởng và tôn trọng. Thế nên, ngoài mục đích trang trí nhà cửa thì đây cũng còn là món quà tuyệt vời để tặng bạn bè hay đồng nghiệp trong dịp đầu năm. Thứ ba, hoa sen. Có thể nói rằng hoa sen có những phẩm chất thanh cao hiếm loài hoa nào sánh được. Trong phong thủy, hoa sen là loài hoa có ý nghĩa rất lớn. Dùng hoa sen để trang trí trong nhà sẽ giúp gia chủ gặp nhiều may mắn và thành công hơn trong cuộc sống. Hoa sen còn mang ý nghĩa thoát tục, thanh cao và luôn giữ được sự trong sáng trong bùn đen. Chính bởi những ý nghĩa phong thủy mà hoa sen mang lại, nên ngày nay càng nhiều gia đình sử dụng hoa sen để trang trí trong nhà.
Bên cạnh việc trang trí hoa sen, nhiều người còn trưng bày các vật phẩm tượng trưng cho hoa sen như đĩa sen, cành sen. Ngoài ra, khi tượng trưng hoa sen trong nhà còn giúp tăng sinh khí, giúp cho gia chủ tĩnh tâm và xóa bỏ mọi ưu phiền trong cuộc sống. Thứ tư, hoa mẫu đơn. Mẫu đơn được tôn vinh là nữ hoàng của các loài hoa. Bởi vậy, dưới chế độ phong kiến Trung Quốc thời xưa, mẫu đơn chỉ được trồng trong vườn thượng uyển của triều đình, dân không được phép trồng mẫu đơn. Chính vì thế mà nó được coi là loài hoa của sự giàu sang, phú quý, của quyền lực. Chính vì vẻ đẹp nồng nàn, hấp dẫn của loài hoa này nên khi đặt hoa mẫu đơn hay tranh hoa mẫu đơn tại cung tình duyên trong phòng ngủ sẽ giúp chủ nhân gặp được nhiều may mắn và thuận lợi trong tình yêu, đặc biệt là những bạn còn đang độc thân. Bạn hãy thử làm một lọ hoa mẫu đơn hay một bức tranh treo tại hướng Tây Nam để xem kết quả mang lại sẽ như thế nào. Với những người độc thân, hãy treo hai bông hoa mẫu đơn đang nở tươi thắm vào vị trí này để kích hoạt cung tình duyên. Còn với những người đã kết hôn, bạn có thể treo trong phòng khách, cũng là hướng nhân duyên, Tây Nam. Treo đúng hướng đó sẽ mang lại vận khí tốt cho cả gia đình. Thứ năm, hoa cúc. Tuy hương sắc giản dị nhưng hoa cúc lại là biểu tượng của sự tinh khiết, thanh cao và nằm trong bộ hoa tứ quý vốn được người xưa tôn vinh. Hoa cúc còn mang đến sự trường thọ, tăng thêm phúc phần, có khả năng trợ giúp ổn định khí trường, tư trường. Trong đó, hoa cúc vàng tượng trưng cho sự sống, phúc lộc và niềm vui. Hoa cúc với đặc điểm diệp bất ly chi, hoa vô lạc địa đã hàm ý tượng trưng cho khí tiết kim trung của người quân tử. Vì hoa cúc ưa khí hậu thoáng mát, thích hợp với những nơi đủ ánh sáng nên đặt hoa này ở ban công hoặc gần cửa sổ là phù hợp nhất. Trong phong thủy, hoa cúc là loài hoa tượng trưng cho sự hoan hỷ, tăng thêm phúc lộc, sự hiếu thảo, lòng cao thượng và trường tồn. Vì thế, bạn nên đặt những chậu hoa cúc nhỏ ở những nơi có nhiều ánh sáng để hoa nở rực rỡ và thêm nhiều may mắn. Thứ sáu, hoa hồng. Trong thuyết âm dương ngũ hành, hoa hồng kết hợp với một số yếu tố khác như địa hình đất, hướng nhà sẽ đem đến may mắn, tài lộc cho gia chủ. Hoa hồng vốn là biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, sự hạnh phúc nên được nhiều gia đình lựa chọn đặt trong nhà để trang trí. Bên cạnh đó, thân hoa hồng có nhiều gai nhọn nên được cho là có thể xua đuổi tà ma nhưng trường khí không tốt. Vì vậy, ở một số nơi, người ta trồng hoa hồng trước cửa nhà giúp bảo vệ cả gia đình khỏi những vận rủi, điềm xấu. Thứ bảy, hoa đồng tiền. Hoa đồng tiền là biểu tượng cho một cuộc sống đơn giản và hạnh phúc. Trong suốt chiều dài lịch sử của mình, những bông hoa đồng tiền được ví như là trái tim thơ ngây của những đứa trẻ, luôn vui vẻ, hạnh phúc và tỏ ra biết ơn với những gì mà cuộc sống ban tặng. Còn đối với người Ai Cập, hoa đồng tiền tượng trưng cho sự hài lòng với những gì đang có, không bao giờ tỏ ra hối tiếc với những việc đã làm hay những chuyện đã xảy ra. Cuộc sống luôn tràn ngập niềm vui và luôn tận hưởng những gì mà cuộc sống đã ban tặng cho chúng ta. Đối với người châu Á thì lại khác, hoa đồng tiền là loài hoa tượng trưng cho sự may mắn và tài lộc. Ý nghĩa này của hoa đồng tiền không chỉ bắt nguồn từ tên gọi đồng tiền mà còn bởi màu sắc của loài hoa này. Hoa đồng tiền có nhiều gam màu sắc rực rỡ như đỏ, vàng, cam. Đây đều là những màu sắc tượng trưng cho sự may mắn, hỷ sự và tài lộc theo quan niệm của người châu Á. Thứ 8. Hoa cát tường. Hoa cát tường tượng trưng cho sự may mắn giống như tên gọi của nó. Người dân Việt Nam lựa chọn hoa cát tường không chỉ có cái tên ý nghĩa, mà hoa cát tường thực sự là một loài hoa đẹp với vẻ ngoài mong manh, kiêu sa và đài cát. Về mặt phong thủy, loài hoa này mang vẻ đẹp y như cái tên gọi của nó, biểu trưng cho điểm may mắn, sự vươn lên trẻ trung và tràn trề sức khỏe. Hoa cát tường là loài hoa may mắn và an lành, theo Hán Việt thì cát, tốt và tường là lành. Hoa cát tường rất đẹp, trông gần giống với những hoa hồng khác, nhưng màu sắc và cánh của nó mỏng manh và đa dạng hơn. Tuy hoa cát tường không được rực rỡ như các loài hoa, nhưng nó vẫn toát lên được sự quý phái, ngọt ngào và đằm thắm. Đây là một loài hoa không chỉ ở Việt Nam và Nhật Bản ưa chuộng, mà cả ở Á Đông cũng rất ưa chuộng vì may mắn và tốt lành. Thứ 9. Hoa trạng nguyên. Hoa trạng nguyên tượng trưng cho nét đẹp cao quý nhưng mộc mạc, dịu dàng. Theo quan niệm truyền thống của Việt Nam thì hoa trạng nguyên mang sắc đỏ thắm nên sẽ mang lại may mắn.
Ngoài ra, nó còn mang ý nghĩa thể hiện sự thành đạt trong học tập của người Việt, là khát vọng tự nhiên của con người muốn được bay lên đôi cánh của trí thức và sáng tạo. Do vậy, nhiều gia đình muốn cầu nguyện cho con cái thi đỗ thành tài trong năm tới thì thường chọn hoa trạng nguyên để trang trí trong dịp đầu năm mới. Hoa trạng nguyên không những là loài hoa mang lại may mắn cho những người nào đang đi trên con đường học vấn, công danh. Mặt khác, hoa trạng nguyên còn thể hiện được niềm tin, hạnh phúc, sự đoàn tụ và bình an ở tương lai. Hoa trạng nguyên mang trong mình nét đẹp cao quý nhưng lại rất mộc mạc và dịu dàng. Thứ 10. Hoa lai ơn. Với nhiều quốc gia, loài hoa này được xem là hoa của các đấu sĩ bởi lá, cành của nó giống như lưỡi kiếm, thậm chí một số nơi còn gọi là hoa thanh kiếm. Nhưng ý nghĩa được nhiều người biết đến nhất là tượng trưng cho danh dự, sự ghi nhớ. Nó cũng là biểu tượng của sức mạnh cá tính, trung thành, chân thành và vẹn toàn, không bao giờ bỏ cuộc. Riêng ở Việt Nam, hoa lai ơn được xem là loài hoa mang lại vượng tài cho gia chủ. Nó được gọi là lan kiếm, có ý nghĩa về mặt phong thủy rất lớn với tác dụng trừ tà, xua đuổi điềm xấu, mang đến may mắn. 11. Hoa đỗ quyên. Hoa đỗ quyên là loài hoa được ưa chuộng tại nhiều nước trên thế giới bởi vẻ đẹp dịu dàng của nó. Loài hoa này là biểu tượng của vận khí may mắn trong phong thủy. Cây hoa đỗ quyên chính là loại cây tốt nhất để dùng trang trí và xua tan những luồng khí độc hại, đem đến luồng sinh khí mới và hồng vận cho gia chủ. Vì thế, không chỉ mỗi độ Tết đến xuân về mà thường niên các mùa trong năm, hoa đỗ quyên cũng được rất nhiều nhà trồng và trang trí trong nhà. 12. Hoa hải đường. Trong phong thủy thì hoa hải đường mang ý nghĩa là phú quý mãn đường. Bởi trong tiếng Hán, chữ đường trong từ hải đường được phát âm giống với chữ đường, có nghĩa là nhà chính. Bởi thế, món quà tặng này là mong muốn gia đình sẽ nhận được hạnh phúc và phú quý. Bên cạnh đó, ý nghĩa của loài hoa này còn được biết đến chính là biểu tượng cho tình anh em luôn hòa hợp, có được cuộc sống vui vầy. Đây chính là loài hoa mà biểu tượng cho sự làm ăn, may mắn và tấn tới. Bởi vậy mà có rất nhiều gia đình đã lựa chọn cây hoa hải đường để chơi trong nhà. Màu đỏ rực rỡ của những bông hoa hải đường tạo cho người khác cảm giác ấm áp. Đẹp là như vậy, nhưng những bông hoa hải đường khi nở cho đến lúc tàn chỉ kéo dài trong khoảng 2 đến 3 ngày. Nhưng những cánh hoa tinh khiết, dịu dàng bao quanh nhụy vàng e ấp đã thu hút được mọi ánh nhìn ngay từ lần đầu. Hy vọng những nội dung trong chương trình ngày hôm nay đã giúp quý vị và các bạn có được những thông tin hữu ích. Rất cảm ơn quý vị đã luôn quan tâm và theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và không bỏ lỡ bất kỳ thông tin nào từ chúng tôi. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình tiếp theo.